Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 274 Nhưng, quân đội của Tô Thị lại không muốn tiếp tục hành trình về phía Tây nữa. Tôn An tức giận hỏi, tại sao các ngươi không muốn đi, mới chỉ vài ngày mà thôi. Các ngươi định phản lại mệnh lệnh của ta sao? Tô Dung trả lời, rất nhiều huynh đệ biết về số vàng trong Khương Vương Cung, Họ muốn cầm vàng và đi. Tôn An ra khỏi lều, ngay lập tức, hàng ngàn quân tư của Tô thị quỳ xuống một cách trang nghiêm. "Chủ công, không có kẻ thù nào trong phạm vi 500 dặm phía sau chúng ta. Chủ công, chúng ta biết rằng chúng ta cần tiến vào Tây vực, nhưng các huynh đệ với hai bàn tay trắng đang lo lắng, nếu có vàng, các huynh đệ ở Tây vực cũng sẽ có đủ thức ăn và quần áo. Chủ công, Khương Vương cung chỉ cách chúng ta chưa đến 200 dặm. Mấy trăm vạn đồng vàng đang nằm ngay trước mắt." chúng ta có thể không lấy sao. Chủ công, sau khi có được số vàng này, các huynh đệ chỉ cần một phần mười, phần còn lại sẽ hoàn toàn nộp cho chủ công để phát triển sự nghiệp lớn. Chủ công hãy mở lòng. Chủ công hãy mở lòng. Tôn An tức giận nói, các ngươi, các ngươi à. Sau đó, hắn ra lệnh, toàn quân hãy tiến về phía nam, dùng tốc độ nhanh nhất để cướp vàng từ Khương Vương Cung, sau đó tiếp tục tiến về phía tây. Tuân lệnh, tuân lệnh, chủ công vạn tuế, chủ công vạn tuế quân đội của Tô Thị, dù đã suy sụp tinh thần, bỗng nhiên lại trỗi dậy. Sau đó, Tô Nan dẫn dắt 5.000 người nhanh chóng tiến về phía Nam, nhằm vào Khương Vương Cung để cướp vàng. Rất nhiều kết quả thật sự rõ ràng, đặc biệt là bản chất con người. Tình hình thực sự không như thẩm lãng đã dự đoán. Sau khi thoát khỏi cảnh tuyệt vọng, Tô Nan cuối cùng lại một lần nữa rơi vào địa ngục. Khương Vương Cung có vô số vàng, nhưng đối với gia tộc Tô, đó chính là địa ngục. Thẩm lãng đã bày ra một bẫy tử thần thẩm lãng dẫn quân tiến công không nhanh nhưng hắn đã cử một số cao thủ võ công mạnh mẽ thay ngựa liên tục như điên cuồng chạy về phía khương vương cung họ đến sớm hơn tôn an hai ba ngày bây giờ a lỗ nana là nữ vương của toàn bộ khương quốc và tất nhiên cung điện này cũng thuộc về nàng dù nữ vương chưa tới nhưng thái giám và đội vệ binh trong cung điện đã sẵn lòng trung thành với nữ vương đặc biệt là một số đại thái giám họ đã thiết lập quy tắc hàng ngày phải cầu nguyện 10 lần để trời phù hộ nữ vương của chúng ta vậy thì tại sao lại cử người đến Khương Vương Cung? Để bôi độc cho toàn bộ cung điện Hoàng Kim. Điều này không thể, Khương Vương Cung dù không bằng Việt Quốc cung điện lớn như vậy, nhưng cũng chiếm 100 mẫu đất trở lên. Mặt đất, mái nhà đều là Hoàng Kim. Trên thế giới này, độc là thực sự có, muốn bôi độc dược lên toàn bộ cung điện, trời biết sẽ cần bao nhiêu độc. Hơn nữa, nếu ngươi nói trước về việc đặt độc, chắc chắn sẽ không thoát khỏi mắt xanh của mọi người. Vì thế, ta phải thay đổi một cách tiếp cận khác không mất bao lâu nữ vương sẽ tới liệu cung điện có cần phải tiến hành một lần thanh tẩy lớn không các bức tường mái nhà mặt đất có cần phải được lau sạch không điều này rất bình thường vậy thì chúng ta dùng gì để lau cung điện khương quốc đã có rất nhiều người chết đặc biệt là mấy tháng trước khi dịch bệnh đậu mùa bùng phát rất nhiều người không kịp được thiêu chỉ có thể đào một hố lớn và ném xác chúng vào bây giờ những xác chết này đã phân hủy hoàn toàn thẩm lãng đã cử người mang theo mặt nạ phòng độc do hắn chế tạo từ hố chôn hàng vạn người họ đã múc lên hàng chục xô nước, sau đó pha loãng một chút. Họ dùng nước này để rửa sạch các tầng hoàng kim bên ngoài cung điện. Virus đậu mùa chắc chắn đã không còn, đã sớm chết rồi. Nhưng nước này có lẽ vẫn rất bẩn, bên trong không biết có bao nhiêu vi sinh vật, vài loại ký sinh trùng, ăn một ít thì không chết nhưng chắc chắn sẽ tiêu chảy. Có thể sẽ sốt rét trong một thời gian, trên các cánh đồng của Khương Quốc có trứng của ký sinh trùng gây sốt rét. Không chỉ có vậy, Võ Liệt còn cho thêm hàng chục cân thạch tín vào hàng trăm số nước. Đây là toàn bộ số thạch tín mà Thẩm Lãng đã cướp được. Theo lượng độc tính, hàng chục cân thạch tín này đủ để giết hàng vạn người. Nhưng thực tế không thể tính toán như vậy, hàng chục cân thạch tín này tan trong gần ngàn cân nước, lại được bôi lên bề mặt hoàng kim của cung điện, ngay cả khi ăn vào miệng cũng chỉ là lượng rất nhỏ, hoàn toàn không thể giết người, nhưng khả năng bị nhiễm độc nhỏ là có thể. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Võ Liệt dẫn người rời đi sau đó toàn bộ cung điện tựa như mới hóa, hoàng kim lấp lánh. Chào đón người mới đã đến, Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Lúc này Trịnh Đà và Lương Vĩnh Niên mừng như điên. Hai người này để tự cứu mình đã dẫn theo hai vạn năm nghìn quân và điên cuồng tiến công Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Họ ban đầu nghĩ rằng sẽ phải trải qua một cuộc chiến tranh máu lửa. Rốt cuộc Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, hiểm trở đông đảo đều biết, tuyệt đối dễ thủ khó công. Nhưng khi quân tiên phong vọt tới Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, họ hoàn toàn sợ hãi toàn bộ lâu đài dường như không có quân coi giữ. Hơn nữa bên trong hoàn toàn đại loạn, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tôn An biến mất, toàn bộ gia tộc Tô Thị Dòng chính đều biến mất, tất cả quân đội đều biến mất. Lâu đài chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em, đương nhiên cũng biết không ổn, biết Tô Thị toàn tộc đều chạy trốn. Vì thế một bộ phận người trốn ra lâu đài, nhưng tuyệt đại bộ phận người như cũ, ôm ảo tưởng, lưu tại trong lâu đài. Những người này cảm thấy, lâu đài tổng so với bên ngoài vẫn an toàn hơn đối mặt với một trấn viễn hầu tước phủ hoàn toàn trống không phản ứng đầu tiên của trịnh đà và lương vĩnh niên thế nhưng là chạy đù mé không thành kế nơi này khẳng định có âm mưu tôn an lão tặc kiểu gì đáng sợ mọi người đều là biết đến hắn sẽ để lại một cái không thành cho mọi người sao trong đó chắc chắn có bẫy nhưng không thể vì sợ lâu đài mà bỏ đi vì vậy trịnh đà đã gửi đội cảm tử để tấn công phủ của trấn viễn hầu nhưng chỉ với một động tác nhẹ nhàng, họ đã đánh bại nó. Điều này càng làm cho họ sợ hãi. Phủ của Trần Viễn Hầu là một trong những lâu đài khó nhất để tấn công trên toàn Việt Quốc. Nó còn khó đánh hơn cả thành bạch dạ. Trong tình hình bình thường, hàng vạn đại quân không thể đánh bại nó trong vài tháng. Trịnh Đà chỉ gửi ra vài trăm người, nhưng không đến 15 phút họ đã đánh bại nó. Chắc chắn có âm mưu. Trịnh Đà không chạy, nhưng Lương Vĩnh Niên đã chạy thật xa, rời khỏi vài dặm. Bởi vì Tôn An quá mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Trịnh Đà chắc chắn không dám vào, quân đội của hắn cũng không dám vào. Họ đã gửi vài ngàn quân cảm tử để tiến vào lâu đài điều tra. Họ đã kiểm tra đi kiểm tra lại trong lâu đài lớn. Đội cảm tử đã báo cáo cho Trịnh Đà biết rằng phủ của Trấn Viễn hầu thật sự trống rỗng. Tôn An đã chạy trốn, mang theo toàn bộ gia tộc và hàng ngàn quân đội của mình. Trịnh Đà vẫn không dám vào thành bảo, mà chỉ gửi con trai của mình vào trước. Vài giờ sau con trai của hắn đã ra khỏi thành và báo cáo rằng trong phủ của Trấn Viễn Hầu thật sự không có bẫy, chỉ còn lại khoảng một ngàn người già, phụ nữ và trẻ em. Chỉ khi đó Trịnh Đà và Lương Vĩnh Niên mới xác nhận rằng Tôn An đã chạy trốn. Ngay lập tức, hai người này đã kính nể Tôn An vô cùng. Tôn An là Tôn An, thật là kinh khủng. Một thành bảo lớn như vậy, hắn ta nói bỏ là bỏ. Hắn đã dẫn dắt toàn tộc đi Tây Vực, như thể đang bắt đầu lại một lần nữa, một lần nữa khởi đầu sự nghiệp của mình. Đối với người khác, điều này chắc chắn sẽ gây ra nỗi tiếc nuối nhưng tôn an lại quyết đoán đến đáng kinh ngạc trịnh đà và lương vĩnh niên vô cùng kính nể và mừng rỡ như điên họ từng nghĩ rằng muốn chiếm được trấn viễn hầu tước phủ họ phải trả giá rất lớn nhưng giờ đây họ không cần phải tốn quá nhiều sức lực họ cười ha ha và nói thật may mắn cho chúng ta đã dễ dàng chiếm được trấn viễn hầu tước phủ họ tiếp tục thẩm lãng và trương sung chỉ bảo vệ thành quận bạch dạ trong khi chúng ta đã tiêu diệt lực lượng chủ lực của Tôn An và chiếm được Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. So với công lao của chúng ta, công lao của Thẩm Lãng là gì? Họ chế diễu Thẩm Lãng, ngươi muốn xem ta và Tôn An đấu tranh, sau đó ngươi sẽ thu lợi từ cuộc tranh chấp của chúng ta. Đúng là mơ tưởng. Họ tiếp tục, ai từng nghĩ rằng Tôn An sẽ từ bỏ toàn bộ lâu đài để cho chúng ta dễ dàng chiếm được Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Họ tự hào, chúng ta đã tiêu diệt gia tộc Tô, dập tắt cuộc nổi loạn của Tôn An tất cả công lao này đều thuộc về chúng ta. Họ cười nhạo thầm lãng, ngươi tự xưng là thông minh, nhưng thực ra chỉ là một kẻ ngốc. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy đi giết Tôn An và mang đầu hắn về. Nhưng Tôn An đã trốn xa, có thể hắn đã trốn tới Tây Vực. Họ cười ha ha trong mãn nguyện. Tôn An đã dẫn dắt 5.000 quân đội của mình đi về phía Tây, sau đó quay về phía Nam, hướng tới cung điện của Khương Vương. Khi còn cách cung điện vài chục dặm, tất cả mọi người đã thoát khỏi. Toàn bộ cung điện và những người bảo vệ đã chạy trốn, họ không chạy thì chỉ có chết. Không chỉ có cung điện, mà cả những bộ lạc xung quanh cũng đã chạy trốn. Trong vòng một ngày, Tôn An và 5.000 quân đội của mình đã dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ cung điện của Khương Vương. Tôn An đã ra lệnh, phái ra 100 thám báo, theo dõi mọi diễn biến trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Bất kể gió thổi cỏ lay, tất cả đều phải rõ ràng như lòng bàn tay. Sau đó, Tôn An lại ra lệnh, một nửa quân đội hãy xuống ngựa và đi thu hoạch hoàng kim. Tốc độ phải nhanh. Mọi người không được giấu giếm, hãy nộp hoàng kim sau khi thu hoạch, sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân phối. Một nửa quân đội còn lại, hãy xây dựng tuyến phòng thủ tại chỗ và chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngay sau khi Tôn An ra lệnh, 4.000 người trong quân đội đã hào hứng ứng lời. Một nửa trong số họ đã rút dao và tiến về phía cung điện của Khương Vương, trong khi nửa còn lại đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ. Cắt hoàng kim, thật là một việc làm người ta phấn khích. Việc thu hoạch luôn mang lại niềm vui, dù đó là lương thực hay trái cây. Nhưng khi thu hoạch hoàng kim, niềm vui ấy còn tăng lên gấp bội. Hai ngàn người, mỗi người một góc, bắt đầu dùng dao nhỏ để cắt hoàng kim. Hoàng kim càng xa so với thiết, càng mềm mại. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, lượng hoàng kim thu hoạch được càng ngày càng nhiều. Nhưng hai ngàn võ sĩ phát hiện ra rằng việc cắt hoàng kim không hề dễ dàng như họ tưởng tượng. Hoàng kim được tô lên khắp nơi, nóc nhà, mặt đất, thậm chí cả trên vách tường. Khi mở ra toàn bộ khu vực có hoàng kim, diện tích lên tới hàng chục vạn mét vuông mỗi người phải cắt một khu vực rộng hàng trăm mét vuông dù hoàng kim mền nhưng chỉ là tương đối vách tường và đá rất cứng việc cắt một mảnh nhỏ không hề dễ dàng và dao nhỏ mau chóng bị mòn sau ba giờ cắt hoàng kim hai ngàn người không thể chịu đựng nổi nữa họ phải ngồi xổm xuống vì quá khó chịu và ánh sáng chói lòa từ hoàng kim mùa hè oi bức nắng gắt và mồ hôi ướt đẫm vì thế tôn an ra lệnh cho hai quân đội thay phiên nhau nhóm đang cắt hoàng kim đi bố trí phòng thủ và nhóm đang bố trí phòng thủ đi cắt hoàng kim mọi người đều rất vui mừng khi được thay đổi công việc và như vậy việc cắt hoàng kim kéo dài từ ban ngày tới đêm tối mọi người oán trách hương vương a lỗ cương ngươi có bệnh tâm thần à nếu ngươi đã biến hoàng kim thành từng khối gạch vàng sau khi tan chảy và hiểu rõ rồi sao ngươi không để chúng trên mặt đất để chúng ta dọn dẹp việc ấy sẽ thú vị hơn nhiều việc này quả thật rất khó khăn chúng ta sẽ phải cắt hoàng kim đến bao giờ mới xong khi màn đêm buông xuống, Tôn An trở nên rất bồn chồn. Hắn nhảy lên nơi cao của vương cung để quan sát xung quanh và lắng nghe xem có tiếng động của quân địch không, vẫn không có gì thay đổi. Sau đó, Tôn An đi dạo quanh cung điện. Lượng hoàng kim thu hoạch được ngày càng nhiều, đã được xếp thành một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh đó, một lò lớn đã được dựng lên, nơi mà những tấm vàng được tan chảy và biến thành những khối gạch vàng, mỗi khối nặng 10 cân. Tôn An cầm lấy một khối gạch vàng, dưới ánh lửa nó phát ra ánh sáng rực rỡ đặc biệt làm người ta mê mẩn. Chủ công, số lượng hoàng kim thực sự nhiều hơn chúng ta tưởng tượng, ước tính sẽ vượt qua 200 vạn đồng vàng. Với số hoàng kim này, chủ công đi Tây vực sẽ có thể đứng vững. Chỉ sau vài năm, gia tộc Tô của ta sẽ trở lại thịnh vượng. Khi Việt quốc rơi vào loạn lạc, chúng ta sẽ tiến công và giành lại quê hương của chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt Thẩm Lãng và gia tộc Kim. Tiêu diệt Kim thị, chủ công Vạn Tuế, gia tộc Tô Vạn Tuế ở một mức độ nào đó hoàng kim quả thực là vạn năng chưa cần phải đến tây vực chỉ cần nhìn thấy số lượng hoàng kim này tinh thần của mọi người đã tăng lên không ít đêm tối buông xuống việc cắt hoàng kim vẫn tiếp tục tôn an đi khắp nơi kiểm tra quan tâm đến từng chiến sĩ hãy cẩn thận một chút đừng để rơi không để cây đuốc gần quá hãy cẩn thận không để thiêu rụi mái tóc của mình việc thu hút lòng tin của người dân này tôn an rất am hiểu anh ta đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy rằng chủ công đang quan tâm đến họ. Sau khi cắt hoàng kim, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cắn vào miếng vàng. Điều này không thể tránh khỏi, bởi vì hoàng kim mềm mại. Tôn An nhẹ nhàng nói, "Hoàng kim này đã phải chịu đựng nắng mưa ngoài trời, không sạch sẽ, nên không nên ăn những thứ bẩn vào bụng." Tuy nhiên, ông ta không ngăn cản những việc nhỏ như vậy, bởi vì ông ta không thể ngăn cản được. Nhiều người sau khi cắt hoàng kim lại cầm lấy bánh nướng để ăn. Võ liệt và những người khác đã tẩm nước cứ trộn nước xác người dơ bẩn vào hoàng kim, trong đó không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Cùng với hàng chục cân thạch tín trong hàng trăm xô nước, mặc dù chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng chỉ cần tiếp xúc với hoàng kim, họ đều không thể tránh khỏi việc ăn một ít vào bụng. Việc cắt hoàng kim là một công việc rất lớn. Quân đội của Tôn An đã dừng lại ở cung điện của Khương Vương trong vài ngày. Ngay cả khi như vậy, hoàng kim trong cung điện của Khương Vương vẫn chưa được cắt hết. Ngay cả khi như vậy, Lượng hoàng kim đã cắt được ước tính khoảng 15 vạn cân, đã vượt qua 200 vạn đồng vàng. Đây là một khoản tài sản lớn, đủ để gia tộc Tô ở Tây vực nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, không có quân địch nào xuất hiện. Quân đội của gia tộc Tô dần dần yên tâm, nhưng có một điều nhỏ khiến họ lo lắng, bởi vì trong quân đội của Tô thị đã có người bị tiêu chảy. Thực ra, từ đêm đầu tiên, điều này đã bắt đầu xảy ra. Chỉ là ban đầu mọi người không để ý cuối cùng họ đang ở trong hoang vu và đó là ngày hè oi bức, tiêu chảy là điều bình thường. Nhưng số lượng binh sĩ bị tiêu chảy ngày càng tăng. Cơn tiêu chảy ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Đây không phải là sốt rét, bệnh sốt rét thời kỳ ủ bệnh càng dài. Đây chỉ là vi khuẩn và virus phát tác. Cuối cùng, một ngày nọ, quân đội Tô Thị đón nhận một đợt bùng phát bệnh lớn. Rất nhiều võ sĩ Tô Thị mắc bệnh, rõ ràng là ngày hè nắng trói trang, nhưng lại lạnh đến run rẩy. Thân thể lại nóng đến mức đáng sợ, cơn tiêu chảy càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy chục người, mấy trăm người, cuối cùng hầu hết binh lính đều bắt đầu tiêu chảy, thậm chí cuối cùng còn có máu trong phân. Nhìn cảnh tượng này, Tôn An toàn thân lạnh lẽo. Không tốt, hoàng kim này không sạch sẽ, bên ngoài chắc chắn có vấn đề gì đó. Đây là ai đã lên kế hoạch, chắc chắn là thẩm lãng, nhất định là thẩm lãng. Nhưng điều này không phải là điều đáng sợ nhất. Nếu thẩm lãng đã can thiệp vào hoàng kim trong cung của Khương Vương, điều này có nghĩa hắn đã tính toán đại quân tô thị sẽ đến khương cung điều này cũng có nghĩa đại quân khương vương đang tới đây không tốt không tốt thẩm lãng đại quân muốn giết qua có bao nhiêu người một vạn kỵ binh không không dừng lại a lỗ nana đã trở thành vua mới của khương quốc nơi nàng đi binh lính kỵ sĩ sẽ theo sau nếu quân kỵ của khương quốc tấn công họ sẽ phải đối mặt với hơn hai vạn người tôn an nhìn những binh lính đang lăn lộn trên mặt đất vì tiêu chảy những người này đã yếu đến mức không thể chiến đấu. Chỉ cần một vài cuộc tấn công, họ sẽ bị tiêu diệt. Tôn An hối hận đến nỗi gần như muốn nôn máu. Vì sao lại để lòng tham mù mắt? Vì sao lại để lòng tham mù mắt? Vì cái gì? Ta rõ ràng biết rằng con đường về phía Tây không thể bị bất cứ điều gì làm chậm trễ, ngay cả khi có 200 vạn đồng vàng. Vì sao ta lại để lòng tham chiếm lấy mình? Tôn An giống lên trong cổ họng. Hắn dùng sức đập vào đầu mình. Thẩm lãng, người này thật độc ác mặc dù hắn đã tự mãn trong một hai ngày nhưng rõ ràng đã tỉnh ngộ và đã bày ra bẫy trong cung của khương vương ta biết rõ người này là kẻ ngoan cố biết rõ hắn luôn tính toán vậy mà sao ta lại phạm sai lầm nghiêm trọng tô dung run rẩy nói chủ công dù thẩm lãng đại quân có đuổi theo tốc độ của hắn cũng không thể nhanh hơn bởi vì sau lưng chúng ta hàng trăm dặm không có phát hiện đại quân của hắn nếu có tin tức những người canh gác đã sớm báo cáo họ ít nhất còn có vài ngày mới có thể đuổi kịp chúng ta Chúng ta vẫn có thể thoát được. Tôi chẳng nói, không, chúng ta phải ngừng việc khai thác hoàng kim ngay lập tức. Mọi người phải lên ngựa và chạy trốn ngay. Đi, đi, đi. Tôn An ra lệnh. Mọi người không quan tâm họ có bị nhiễm bệnh hay không. Tất cả đều quay người lên ngựa. Dư lại hoàng kim cũng bất chấp bỏ lại. Chỉ cầm theo hoàng kim trong tay, 5.000 người hướng tới phía tây chạy như điên. Họ chạy như điên trên đường, để lại một mùi hôi khủng khiếp. Số người bị tiêu chảy trên lưng ngựa ngày càng tăng. Tôn An đã rời khỏi cung của Khương Vương trong hai ngày. Mặc dù đây là Đại Thảo Nguyên, một vùng đất bằng phẳng, nhưng trong hai ngày này, họ chỉ chạy được không đến 200 dặm. Quân đội bị bệnh nặng. Trong quân đội của Tôn An, số người bị bệnh ngày càng tăng, ngày càng nhiều. Cuối cùng, ước tính có một nửa số người bị bệnh. Sau đó, tin tức đáng sợ được chuyển đến. Họ phát hiện ra quân kỵ của Khương Quốc từ phía Nam đang tiến về. Hết cháp 274